Xin chào mọi người và chúng ta lại tiếp tục với hành trình 15 phút vẽ mỗi ngày cùng với kênh Vẽ gì hay của Thảo Mind Map. Trong ngày hôm nay thì Thảo sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách vẽ nên một bức tranh như thế này. Đó chính là một chú ong nâu nâu và một cành hoa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện bức tranh này nhé. Vậy là bức tranh chị ong nâu, trú mưa, chuối, cành hoa đã được thực hiện rất là đơn giản nhờ những nét vẽ từng bước mà Thảo hướng dẫn. Và mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mind Map để cùng nhau tiếp tục hành trình 15 phút vẽ mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!